Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Hùng Huyền Đông Anh. Đây là kênh chuyên test và giới thiệu về các thiết bị âm thanh. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận được thông báo nhanh nhất từ YouTube những video mới nhất do Hùng Huyền Đông Anh phát hành. Khi xem xong clip, quý vị cũng đừng quên kích vào nút thích phía dưới video để ủng hộ kênh YouTube của Hùng Huyền Đông Anh. Xin cảm ơn. Ở video này, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa của hãng Sansui. Đó là cặp loa Sansui SP150. Đây là một cặp loa cổ có thùng gỗ lạng, ê căng bằng gỗ hình mắt cáo, rất công phu và đẹp mắt. Loa được thiết kế 3 đường tiếng, một bass 25, một trung 12 và một tép. Loa có chiều cao 61, chiều rộng 37 và chiều sâu 31 cm. Trọng lượng của một chiếc loa là 17,5 kg. Đôi loa này ngoài việc dùng để nghe nhạc, nó còn được sưu tầm để bày và trang trí trong nhà. Loa có công suất 40W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 90 dB. Loa này rất dễ ghép âm đi. Nó có thể dùng với các âm đi có công suất vừa và nhỏ. Nếu quý vị có nhu cầu mua đôi loa Sansui SP150 hoặc những sản phẩm khác, xin mời đến cửa hàng tại địa chỉ Hùng Huyền Đông Anh, góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, cạnh cổng công an huyện Đông Anh, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh hân hạnh được đón tiếp. Trời
cặp loa Sansui SP150 đang được bán tại Hùng Huyền với giá 7.700.000 đồng.